Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi buổi hội luận cà phê đá vào sáng thứ hai đầu tuần của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai, ngày 8 tháng Giêng năm 2018 là một ngày đặc biệt đối với người dân Việt Nam chúng ta đang chờ đợi một cái phiên tòa tại Ủy ban Nhân dân tại thành phố Hà Nội về việc xét xử hai bị cáo là ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh. Hai nhân vật mà thời gian qua đã gây rất là nhiều tiếng vang trong cộng đồng dư luận với cái cáo buộc là cố ý làm trái, cố ý lạm dụng chức quyền và gây thiệt hại nghiêm trọng, cũng như là tham ô về bên tổng công ty xây lắp dầu khí của Việt Nam. Trước khi mà chúng ta nghe cha Anton Lê Ngọc Thanh bàn về cái vấn đề tham nhũng và vấn đề phiên tòa này á, thì cha có thể lướt qua một vòng thế giới có gì đặc biệt không cha? Thật ra thì trong thế giới trong tuần vừa qua thì nó có hai cái sự kiện. Sự kiện thứ nhất là ở châu Á là Bắc Hàn đã đồng ý đối thoại với Nam Hàn về vấn đề hạt nhân. Như vậy là cái ngòi nổ về hạt nhân là có khả năng giải quyết được. Và ngày hôm qua đó thì ông Trump á, ông nói rằng là nếu cần thiết thì ông sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho Kim Jong Un. Tức là cái tiến trình ngoại giao về vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề hạt nhân là đang được mở ra với một cái niềm hy vọng là có thể ổn thỏa mà không cần phải dùng đến súng đạn. Cái sự kiện thứ hai là cũng liên quan đến ông Trump, đó là ở bên Mỹ đó, Michael Wolff vừa xuất bản một quyển sách phát hành hôm thứ Sáu vừa rồi, mang tựa đề là Lửa và Thịnh Nộ bên trong Nhà Trắng thời Trump. Thì cái quyển sách này thì theo báo chí giới thiệu, chứ tôi cũng chưa có cơ hội để đọc trực tiếp, thì báo chí họ bảo rằng là chủ yếu là ghi lại các cuộc phỏng vấn và những lời bình luận của các nhân viên Nhà Trắng về ông Tổng thống Trump. Thì trong đó thì họ đánh giá rất là thấp ông Trump, như là một cái đứa trẻ về chính trị, như là một người luôn luôn nóng tính, như là một người không có cái khả năng cư xử, và thậm chí rằng là người ta còn có ý ám chỉ ông có dấu hiệu về tâm thần. Thì phản ứng lại cái đó thì hôm thứ Bảy vừa rồi đó, khi ở trại David, thì ông Trump đã phản ứng lại bằng cách đánh trên Twitter của mình những cái dòng. Ông kể lại là trước đây vào cái thời mà Tổng thống Reagan làm Tổng thống á, thì người ta cũng hạ danh dự ông Reagan bằng cách là nói ông bị tâm thần. Nhưng cuối cùng ông làm Tổng thống hai nhiệm kỳ chứ không phải tâm thần. Rồi ông Trump ông đưa ra một cái hình ảnh tức là rất là thực tế, nhưng mà đúng là cũng hơi tự kiêu. Ông bảo rằng là ông là từ là một doanh nhân thành đạt trở thành một ngôi sao truyền hình đỉnh cao và chỉ một lần thử đã thành tổng thống Hoa Kỳ, nên ông có một cái thần kinh ổn định và cái thần kinh đó nó mang tính cách thiên tài. Thì cái câu đầu là đúng, là câu sau này hơi tự cao quá à, tôi khen tôi quá, như vậy thì thấy cũng kỳ đó. Thì đó là cái tình hình thế giới đáng chú ý trong tuần qua. Hồi trở lại với vấn đề phiên tòa của ngày hôm nay đối với hai quan chức, ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh, cố ý làm trái và gây ra cái hậu quả nghiêm trọng, cũng như là tham ô bên tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam đó, thì cha nhận định sao cái phiên tòa của ngày hôm nay? Trước tiên thì phải thông tin một chút xíu, đó là ngày hôm nay là một cái phiên tòa có thể nói là phiên tòa được truyền thông loan báo nhiều, đầu tiên áp dụng luật tố tụng hình sự và bộ luật hình sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 này. Thì trong cái cách mô tả của cái bộ luật tố tụng hình sự đó, thì hôm nay đó là viện kiểm sát sẽ ngồi đối diện với luật sư, chứ không có ngồi ở trên như trước đây nữa. Trước đây là viện kiểm sát ngồi ở bàn trên, luật sư ngồi phía dưới, còn hôm nay là luật sư và viện kiểm sát ngồi ngang hàng với nhau để hai bên có thể tranh luận bình đẳng. Cái thứ hai đó là họ bỏ cái vành móng ngựa,
không cần muốn ngợi nữa, tức là bị cáo ví dụ như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh á, không có ngồi hoặc là đứng trước vành móng ngựa nữa, có thể là ngồi trên một băng ghế bình thường thôi. Bên Mỹ chúng ta coi phim thì chúng ta thấy là những bị cáo bị can á là ngồi chung bàn với luật sư luôn nè, ngồi chung bàn luật sư luôn. Ở đây thì tôi nghĩ là chắc là chưa có cho ngồi chung bàn với luật sư đâu, nhưng mà có tiến bộ, tức là không có cái vành móng ngựa, rồi khi nào ai nói thì có thể đứng lên tại chỗ nói hoặc là tiến lên cái chỗ để cho người làm chứng hoặc là để người cung khai. À, thì ít nhất về mặt hình thức như vậy là thấy có một chút tiến bộ, có một chút tiến bộ về tôn trọng cái quyền con người. Còn về cái phiên tòa này như thế nào thì thật ra là đến giờ phút này chúng ta chưa có đủ thông tin để chúng ta biết. Chúng ta chỉ thấy là đây nó đang lặp lại cái mô hình đã xảy ra ở Trung Quốc. À, cũng đã từng diễn ra xử một ủy viên Bộ Chính trị và các quan chức liên quan, và sau đó cũng có một vụ án kèm theo, đó là một vụ án một tay chùm an ninh. Thì Việt Nam bây giờ cũng vậy, tức là bây giờ xử Đinh La Thăng kèm theo Trịnh Xuân Thanh, và bây giờ Vũ Nhôm bắt đầu bị bắt nha. Tức là họ lặp lại nguyên cái kịch bản của bên tàu làm sao họ làm y như vậy. À, tức là để diễn tả rằng là họ trung thành với tàu, hoặc là để diễn tả rằng là họ sẽ áp dụng nguyên như vậy để tạo ra một cái phiên bản tàu Việt. À, còn cái diễn tiến nó làm sao thì hiện nay trong cái diễn tiến này đó thì nó có ba cái chi tiết mà chúng ta có thể quan tâm. Chi tiết thứ nhất đó là ban giao quốc tế giữa Việt Nam với Đức và với Liên minh Âu Châu. Hiện nay các cái hiệp định đang bị dừng lại là bởi vì vấn đề liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam, mà Việt Nam bảo rằng là Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Thì cái kịch bản có thể diễn ra ở phía Trịnh Xuân Thanh đó là nếu mà Trịnh Xuân Thanh vẫn cương quyết mình bị bắt cóc thì cái tình huống sẽ khá bi đát cho Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh có thể sẽ bị một cái án tù nặng nề nhất. Và cái đó nó lại đòi bên phía Đức ấy, là sẽ phải thuyết phục năn nỉ Việt Nam ngược lại để tha cho Trịnh Xuân Thanh. Còn trường hợp thứ hai đó là Trịnh Xuân Thanh sẽ đồng ý với sắp xếp nội bộ là chấp nhận mình về đầu thú. Còn về đầu thú thì có thể là Đức có thể vẫn đưa ra những cái tư liệu rằng là có một cái chuyến xe đưa từ Đức qua Tiệp Khắc, qua Nga về Việt Nam, vẫn có thể đưa được như vậy. Thì chỉ cần Trịnh Xuân Thanh nhận mình đầu thú thì họ sẽ báo là Trịnh Xuân Thanh đến tòa đại sứ xin đầu thú. Thì vẫn có thể đưa về được. Thì như vậy nó sẽ giải quyết được cái vấn đề gọi là vấn đề ngoại giao cho phía Việt Nam, do ông Nguyễn Phú Trọng đang cầm quyền Đảng Cộng sản đó, có thể giảm nhẹ được cái việc đó. Và lúc đó thì coi như là họ có thể giải quyết vấn đề Trịnh Xuân Thanh ở một cái bản án rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Có thể là một cái bản án tù treo dưới 5 năm tù, và sau đó là vì vấn đề nhân đạo, vấn đề sức khỏe, để cho Trịnh Xuân Thanh sang Đức để chữa bệnh. Thì đúng cái cam kết là ông này được trở về Đức. Còn vấn đề ông Đinh La Thăng đã từng là ủy viên của Bộ Chính trị, rồi chủ tịch Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là một quan chức là khá là cao. Thì xét xử ông với cái cáo trạng là tham ô trong cái việc vấn đề là công ty xây lắp dầu khí tại Việt Nam đó, thì Trang nghĩ sao khi đưa ra một cán bộ cao cấp như vậy bị cáo buộc về cái tội tham ô và tham nhũng tại Việt Nam? Tức là như con nói hồi nãy đó, tức là nó là một cái kịch bản giống kịch bản mà Tập Cận Bình xử Bạc Hy Lai. Bạc Hy Lai cũng là ủy viên Bộ Chính trị bên Trung Quốc, và Đinh La Thăng cũng là ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam. Nó là một cái phiên bản, nó là một cái phiên bản. Như có một cái chi tiết mà chúng ta lưu ý đó là khi mà chưa bắt Đinh La Thăng á, thì cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản đưa ra nhiều cái tin để cho các báo chí chạy, thì vẽ ra một cái viễn cảnh mà các ông này làm thua lỗ cho nhà nước hàng ngàn tỷ.
Nhưng cho đến cái ngày hôm thứ sáu vừa rồi, khi là đến chuẩn bị phiên tòa đó, thì họ chỉ rút lại còn có 800 tỷ. Và 800 tỷ đó là cái tiền vốn đã có nghị quyết của đảng rằng góp vốn vào ngân hàng đại dương để kinh doanh, để kinh doanh mang tính là một tập đoàn một quốc doanh thì phải kinh doanh đa ngành, trong đó có cả ngành tài chính. Thì đó là cái nghị quyết của đảng thì ông không làm cái đó. Và bây giờ nếu mà cái phần gọi là cái phần sai theo cái phần đó thì nó chỉ độ khoảng 100 tỷ. Và 100 tỷ do đó, đó không phải là vấn đề đáng nói lắm đâu. Đáng nói là ngân hàng nhà nước lại mua cái ngân hàng đại dương đó với giá 0 đồng, trong khi nó biết bao nhiêu tài sản, biết bao nhiêu tài sản, kể cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình là cái uy tín tín dụng của nó. Nên thật ra đó là một cái tình trạng tím đoạt ngân hàng nhà nước, tím đoạt ngân hàng nhỏ. Cái đó nó thực bản chất nó không phải là cái fair play trong vấn đề kinh doanh tài chính. Đúng ra nếu cái ngân hàng đó nó không đủ sức kinh doanh thì phải cho nó phá sản và thanh lý tài sản, chứ không có thể mua với giá 0 đồng như vậy được. Cái đó là nó không có fair play về vấn đề kinh doanh tài chính. Bây giờ về chọn lại vấn đề gọi là tham nhũng đi. Vấn đề tham nhũng Việt Nam cho thấy thì sao? Theo tác giả Stephen, ông bảo rằng là cái nguyên nhân của tham nhũng đó, nó là do độc quyền cộng với việc gọi là bí mật thông tin hoặc là bích bùng thông tin, che giấu thông tin nha. Và trừ đi, tức là loại trừ hẳn cái minh bạch về cơ chế vận hành và kém đạo đức, nó tạo ra cái tham nhũng. Và nói đến tham nhũng á, tức là người ta nói đến cái chuyện dành đồng tiền, ví dụ như các cơ quan nhà nước đầu tư lấy từ tiền thuế của dân để đầu tư, thì các quan chức, nói tham nhũng là phải nói quan chức, vì chỉ có quan chức mới tham nhũng, còn nhân dân không có tham nhũng vì nhân dân không có cơ hội tham nhũng. Đó, thì các quan chức ở Việt Nam thì lại là phải đảng viên đảng cộng sản mới là quan chức, nên coi như nói tham nhũng là nói đảng cộng sản Việt Nam tham nhũng đó. Thì lấy cái tiền đó thay vì cho chính cái công trình phát triển theo đúng kế hoạch, thì lợi dụng cái đó để trở thành cái tiền tư túi qua nhiều cách thức khác nhau. Thì ở Việt Nam á, vào năm 2014, thanh tra chính phủ đưa ra 4 cái ngành tham nhũng nhiều. Thứ nhất là đất đai, tham nhũng đất đai. Cái thứ hai là cơ sở hạ tầng, làm đường xá này nọ đó ha. Thứ ba là về xây dựng, ví dụ như khi tách một cái huyện, tách một cái xã, tách một cái là xây dựng rất là nhiều. Rồi xây dựng trường học, xây dựng bệnh viện, xây dựng đài tưởng niệm. Rồi cái thứ tư là về hải quan và cảnh sát giao thông. Đó, thì bốn cái lĩnh vực đó là chính thanh tra chính phủ kết luận đó, đó là tham nhũng nhiều nhất. Ở trong thế giới đó, khi nói tham nhũng thì người ta nói đến cái tham nhũng về kinh tế là chính. Và ở Việt Nam mình cũng vậy, cái tham nhũng nó làm cho kinh tế của mình trên mục rũi, không có ngóc đầu lên được. Và dân gian họ bảo rằng là không có một quan chức cộng sản nào mà không tham nhũng cả. Thật ra thì bốn cái tổng kết của thanh tra chính phủ như vậy còn bỏ sót một cái rất là lớn, đó là cái tham nhũng trong cái ngành gọi là ngành tổ chức, tức là sắp xếp nhân sự. Ví dụ bây giờ để là chủ tịch huyện thì phải bao nhiêu tiền, để là chủ tịch tỉnh thành phải bao nhiêu tiền. Chúng ta thấy cái phiên tòa xử tòa án vừa rồi đó, xử ngân hàng cách đây một ít lâu đó, thì cả một bà cụ đại biểu quốc hội, bà tuyên bố trước tòa rằng là phải hết $1.5 triệu để mua cái ghế đại biểu quốc hội, và tức khắc tòa án ngưng lại không cho bà phát biểu về chuyện đó. Nên thông thực tế là cái mà làm cho đất nước mình trở nên kiệt quệ và không có nhân tài là cái tham nhũng ở cái ngành tổ chức, tức là sắp xếp ghế, bán ghế, buôn ghế, sắp xếp ghế, thì cái đó nó mới làm cho đất nước mình tiêu tùng. Ngoài ra thì ở Việt Nam mình
khác thế giới nó còn có cái tham nhũng chính trị và tham nhũng niềm tin. Ừ. Cái tham nhũng ghế, tham nhũng chính trị có vẻ là rất là khó hiểu đối với những cái người mà bình dân ha. Ví dụ như là tham nhũng về xây dựng cầu đường là có thể là dễ dàng thấy nhất, hoặc là ví dụ như con đường cao tốc của Việt Nam là một trong những con đường là có cái giá thành là cao nhất thế giới, cao hơn cả bên Mỹ luôn. Rồi giá xăng của Việt Nam cũng vậy, chênh lệch so với Mỹ rất là nhiều. Mỹ hiện giờ là tính ra giá xăng là chỉ có hơn 10.000 Việt Nam thôi, nhưng mà mình ở đây là 18-19.000, gần 20.000. Đó thì ra nói một chút là cái vụ mà cái số dư đó thì nó là về tay ai? Cái số dư đó thì thật ra thì đến giờ phút này mình cũng không có thể nói được rõ. Có lẽ là nó nằm trong một cái tình trạng là ngân sách quốc gia hết tiền. Thế là bây giờ phải tận thu. Người ta bảo là một ngày như vậy là phải trả tiền lời vay các ngân hàng thế giới cả hàng trăm tỷ Việt Nam. Cứ mỗi ngày như vậy nên cái mức độ thiếu tiền trả nợ rất là lớn. Nhưng mà hồi nãy cha Vũ có nói về cái vấn đề khó hiểu về cái khái niệm của tham nhũng chính trị đó. Thì có thể giải thích như vậy cho đơn giản nè. Ví dụ như tham nhũng kinh tế là người dân góp thuế vào được 1 tỷ. 1 tỷ đó để làm một cái con đường hẻm, ví dụ như vậy. Đó thì họ qua cái sự lương lẹo sắp xếp, và cuối cùng thực tế cái đầu tư cho đó chỉ có 300 triệu, còn 700 triệu là đi chỗ khác. Tức là họ dùng một cái tiền không đúng mục đích, mà dùng cái tiền đó vào cái túi tư lợi, thì là tham nhũng tài chánh. Còn tham nhũng chính trị là như vậy. Tham nhũng chính trị tức là mỗi công dân ở nước Việt Nam này có quyền chính trị, mà quyền chính trị đặc biệt của họ đó, đó là cái quyền bầu những người lãnh đạo từ trung ương cho đến phường xã. Đó là cái quyền của họ nha. Thì ở Việt Nam mình tham nhũng chính trị đó, tức là họ thu hết cái quyền đó của dân bằng một cái bỏ phiếu hình thức, rồi sau đó họ chọn lựa sắp xếp cái nhân sự theo ý của họ. Mà nổi bật nhất là cái quy định 105 của Bộ Chính trị vừa ban hành vào tháng 12 vừa rồi, do chính ông Nguyễn Phú Trọng ký. Tức là từ trung ương cho địa phương, tất cả mọi sự đều là do Bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp xếp hết. Tức là họ tham nhũng chính trị của người dân, họ thu cái quyền chính trị của người dân lại, họ làm theo ý họ chứ không phải làm theo ý dân. Và nó dẫn đến một cái tình trạng đưa đất nước mình càng ngày càng đến độc tài nghiêm trọng. Và tương tự như vậy, cái tham nhũng niềm tin cũng vậy. Tức là người dân bình thường họ được quyền tin những gì mình cảm thấy đáng tin, nhưng họ dùng cái phương tiện truyền thông và kể cả bạo lực bắt dân chỉ có được quyền tin vào cái điều họ muốn mà thôi. Ví dụ như phải tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi, tin đảng khác là phản động, tin đảng khác là coi như là vi phạm pháp luật, âm mưu lật đổ chế độ. Đó nó làm tức là một hình thức tham nhũng niềm tin, chỉ bắt lấy cái niềm tin của người ta tập trung vào một chỗ mà thôi. Nhưng mà đến giờ phút này thì phải nói rằng là cái tham nhũng chính trị thì nó vẫn còn hiện hành mạnh, còn tham nhũng niềm tin thì không còn hiệu quả nữa, là bởi vì chính người dân họ vẫn dành cái phần diễn tả niềm tin riêng của mình, họ không có thuận theo. Vậy thì cũng có thể hiểu một cách đơn giản nôm na như thế này. Việt Nam mình là Đảng Cộng sản là độc đảng. Độc đảng đưa đến là độc tài. Độc tài thì tất cả mọi sự sắp xếp trong bộ máy chính trị thì không còn quyền của người dân tự quyết nữa. Đó là tham nhũng là chính trị. Rồi tham nhũng niềm tin là cũng là một cái hệ thống truyền thông độc quyền. Và tất cả mọi cái đều theo cái sự định hướng, cái sự tuyên truyền, thì người dân không còn một cái thông tin cho đúng với cái đa chiều, nhiều nguồn, nhiều dữ liệu để người ta có thể biết. Vậy thì cuối cùng thì cha nghĩ sao về tương lai của Việt Nam khi mà tiếp tục ở trong một cái cơ chế của độc đảng như vậy, thì đời sống người dân sẽ như thế nào? Nếu vẫn cứ duy trì cái độc đảng thì
những cái người tạm gọi là nhân tài đó, họ sẽ tiếp tục tìm mọi cách họ thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Tức là họ phải đi nước ngoài họ sống. Có những người nào có thể đi công khai được họ đi công khai, còn không công khai được thì họ sẽ đi vượt biên. Trong mấy tháng vừa rồi, cái làn sóng vượt biên bắt đầu lại được gia tăng nhiều hơn, nhiều hơn. Rồi những người có khả năng ở nước ngoài, họ sẽ không có chọn Việt Nam để về đầu tư chất xám, bởi vì nơi này không làm cho chất xám phát triển mà làm cho chất xám trở nên bị lệ thuộc. Nên nếu mà cứ mãi duy trì cái độc đảng thì đất nước mình sẽ càng ngày càng tồi tệ, không cách nào khác được hết. Cảm ơn cha. Hy vọng người dân sẽ ý thức hơn về cái chuyện này, về cái trách nhiệm của mình, về cái quyền của mình mà đã bị lấn chiếm rất là nhiều và không được có quyền là biểu đạt nữa. Hy vọng một tương lai của ngày mai cho Việt Nam tươi sáng, khi mà người dân của chúng ta ý thức được cái vai trò và trách nhiệm của mình để cùng nhau xây dựng một cái xã hội không còn gọi là cái chuyện là độc tài nữa. Thì xin cảm ơn cha Anton Lê Ngọc Thanh, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi hội luận cà phê đá của chúng tôi. Xin thân ái kính chào.